Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Mr. G Vlog. Hôm nay mình xin được giới thiệu một video về việc khám phá ngôi chùa khỉ, một trong những ngôi chùa rất là nổi tiếng và độc đáo, tọa lạc tại núi Minh Đạm, làng chài Phước Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mình đang ở trên đường đi vào ngôi chùa. Con đường được lát bê tông rất là sạch sẽ và khang trang. Hai bên đường cây cối rất là rậm rạp, không khí khá mát mẻ. Hôm nay là ngày thứ 7, là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020, là một trong những ngày nghỉ thuộc chuỗi ngày nghỉ 4 ngày lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Mình đang tiến vào khuôn viên của ngôi chùa để tìm chỗ gửi xe. Theo mình quan sát thì số lượng người vào trong ngôi chùa này thì cũng khá là thưa thớt. Chắc có lẽ do ảnh hưởng của việc cách giãn dịch Covid vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn. Bình thường thì không có dịch thì những cái ngày như thế này thì bãi giữ xe này nè chật như nêm và mọi người cũng khá là đông đúc. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi thấy là lượng người vào thăm ngôi chùa này cũng rất là thưa thớt. Mình đi tìm chỗ giữ xe. Vâng, mình đang có mặt ở phía sau của ngôi chùa, nơi có ngôi chùa cũ hồi xưa. Cách đây mười mấy năm rồi thì mình đã ghé lại ngôi chùa này, thì lúc đó chưa có cái thiền viện Trúc Lâm khang trang như ngày hôm nay. Chỉ có những cái ngôi chùa phía xa xa cuối màn hình mà chúng ta vừa thấy á, là cái căn nhà cũ được các nhà sư dựng lên, và hàng ngày thì cho khỉ ăn, rồi cứ hết ngày này qua ngày kia theo thói quen thì khỉ nó cứ về. Rồi hiện nay bầy khỉ đã trở lên rất là đông đúc, số lượng ước tính khoảng hơn 200 con. Khỉ thì gần như rất là thân thiện với môi trường, được các nhà sư và người quản lý ngôi chùa này lên lịch cho ăn hàng ngày, cho nên là khỉ gần như là một thành viên của gia đình, cho nên là rất là thân thiện. Khỉ thấy mọi người tới thì cũng không có hoảng loạn, không có bỏ chạy, thậm chí còn giơ tay ra lấy đồ ăn từ khách. Khách đến đây thì rất là thích, có thể tự tay mua chuối, xoài, những cái trái cây hoặc là đậu phộng để chúng ta có thể cho trực tiếp cho khỉ ăn. Cho nên là cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị, đặc biệt là các em nhỏ được tận mắt chứng kiến và tận tay cho khỉ ăn. Khỉ ấy thì khá hiền lành, không có tấn công người. Tuy nhiên là chúng ta không nên chọc giận khỉ. Khi mà chọc giận khỉ thì khỉ sẽ tấn công chúng ta. Khỉ ở đây thì theo mình quan sát thì chia thành từng nhóm. Một nhóm mười mấy hai mươi con, vậy thì thường là có một con đầu đàn. Mình đang quay được cảnh là mẹ khỉ đang đèo một em bé khỉ rất là dễ thương. Khi mình đến gần quá thì khỉ mẹ bế khỉ con lên xa hơn. Có lẽ là cái bản năng sinh tồn rồi, người mẹ bảo vệ con, cho nên là sợ mình gây nguy hiểm cho con của khỉ, cho nên khỉ mẹ bế con lên đi xa. Cái đặc tính rất là hay. Sau khi ăn no xong thì khỉ đi về phía trong, đi sâu vào phía trong, lên trên núi, trên núi. Theo như người quản lý ở đây cho biết thì những ngày này khỉ được ăn rất là no, bởi vì có nhiều người đến thăm và mua nhiều trái cây cho khỉ ăn. Thì khỉ ăn no xong thì khỉ sẽ rút lên phía trên cao để nghỉ ngơi. Và chúng ta cũng chuẩn bị kết thúc video ở đây, chia tay ngôi chùa khỉ. Chúng ta sẽ
quay trở lại trong một buổi gần nhất để ghi lại những cái khoảnh khắc về đây khi rất là dễ thương. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Ủng hộ kênh xin vui lòng ấn like, ấn đăng ký kênh, chia sẻ video của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người sau. Bye bye.